bảng giá vận chuyển hàng hóa sang Cộng hòa Áo bao 100% thuế nhập khẩu tại An Tín Phát. Trước tiên, hãy cùng An Tín Phát tìm hiểu sơ qua về đất nước Cộng hòa Áo, nơi có khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống, học tập cũng như đang làm việc tại đây. Cộng hòa Áo là một quốc gia không giáp biển nằm tại Trung Âu. Quốc gia này tiếp giáp với Cộng hòa Séc và Đức về phía Bắc, Hungary và Slovakia về phía Đông, Slovenia và Ý về phía Nam, và Thụy Sĩ và Liechtenstein về phía Tây. Nhóm hàng hóa mà An Tín Phát nhận gửi đi Cộng hòa Áo bao gồm tất cả các loại hàng hóa không nằm trong danh mục hàng cấm vận chuyển hay cấm bay, cấm nhập khẩu. Hàng gửi có phụ phí cộng thêm ngoài cước vận chuyển bao gồm các chế phẩm làm từ gia súc, gia cầm, heo, lợn, trâu, bò, gà, chim, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, yến xào, đông trùng hạ thảo, hạt giống, hàng điện tử, trầm, trang sức, gạo, máy móc, hàng y tế, hàng gửi dịch vụ riêng và hạn chế số lượng tối đa chỉ 1 kg, thuốc tây, hàng từ chối nhận vận chuyển, sơn, hóa chất ăn mòn, ắc quy và các loại hàng nguy hiểm cấm vận chuyển, hàng quốc cấm, các động vật sống, cây giống, cây cảnh, trái cây tươi, củ quả tươi sống. Thời gian gửi hàng đi Cộng hòa Áo bao 100% thuế nhập khẩu tại An Tín Phát. Về lịch bay, tại thành phố Hồ Chí Minh, bay mỗi thứ 6 hàng tuần, từ Hồ Chí Minh thẳng sang Hà Lan, An Tín Phát đóng mọi thuế phí. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, sẽ gửi bưu điện Hà Lan để giao tận nhà người nhận khắp mọi miền nước Cộng hòa Áo. Tại Hà Nội, bay mỗi thứ 7 từ Hà Nội thẳng sang Đức, An Tín Phát đóng mọi thuế phí. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, sẽ gửi bưu điện Đức để giao hàng tận nhà người nhận khắp mọi miền nước Cộng hòa Áo. Khách hàng nên gửi hàng trước 2 ngày mới kịp chuyến bay. Về thời gian giao hàng, bay từ Hồ Chí Minh thẳng sang Hà Lan và gửi bưu điện giao hàng tận nhà tại Cộng hòa Áo thì trung bình từ 4 đến 8 ngày làm việc tính từ ngày bay. Bay từ Hà Nội thẳng sang Đức và gửi bưu điện để giao hàng tận nhà tại Cộng hòa Áo thì trung bình từ 6 đến 12 ngày làm việc tính từ ngày bay. Bảng giá gửi hàng đi Cộng hòa Áo bao 100% thuế nhập khẩu tại An Tín Phát gồm có tất cả là 2 bảng giá. Mời quý khách cùng xem tiếp video dưới đây. Bảng giá vận chuyển hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cộng hòa Áo tại An Tín Phát. Gửi 1 kg giá 1.736.000 đồng. Gửi 2 kg giá 1.736.000 đồng. Gửi 3 kg giá 1.736.000 đồng. Gửi 4 kg giá 1.988.000 đồng. Gửi 5 kg giá 2.240.000 đồng. Gửi 6 kg giá 2.492.000 đồng. Gửi 7 kg giá 2.744.000 đồng. Gửi 8 kg giá 2.996.000 đồng. Gửi 9 kg giá 3.248.000 đồng. Gửi 10 kg giá 3.444.000 đồng. Gửi 11 kg giá 3.690.400 đồng. Gửi 12 kg giá 3.936.800 đồng. Gửi 13 kg giá 4.183.200 đồng. Gửi 14 kg giá 4.429.600 đồng. Gửi 15 kg giá 4.676.000 đồng. Gửi 16 kg giá 4.922.400 đồng. Gửi 17 kg giá 5.168.800 đồng. Gửi 18 kg giá 5.415.200 đồng. Gửi 19 kg giá 5.661.600 đồng. Gửi 20 kg giá 5.908.000 đồng. Bảng giá gửi hàng từ Hà Nội đi Cộng hòa Áo bao 100% thuế nhập khẩu tại An Tín Phát. Gửi 1 kg giá 1.316.000 đồng. Gửi 2 kg giá 1.596.000 đồng. Gửi 3 kg giá 1.736.000 đồng. Gửi 4 kg giá 1.988.000 đồng.
gửi 5kg giá 2.240.000 đồng, gửi 6kg giá 2.492.000 đồng, gửi 7kg giá 2.744.000 đồng, gửi 8kg giá 2.996.000 đồng, gửi 9kg giá 3.248.000 đồng, gửi 10kg giá 3.360.000 đồng, gửi 11kg giá 3.598.000 đồng, gửi 12kg giá 3.836.000 đồng, gửi 13kg giá 4.074.000 đồng, gửi 14kg giá 4.312.000 đồng, gửi 15kg giá 4.550.000 đồng, gửi 16kg giá 4.788.000 đồng, gửi 17kg giá 5.026.000 đồng, gửi 18kg giá 5.264.000 đồng, gửi 19kg giá 5.502.000 đồng, gửi 20kg giá 5.740.000 đồng. Xin lưu ý, bảng giá trên áp dụng cho các đơn hàng đến 20kg, trên 20kg đóng một thùng khác. Khách hàng kinh doanh, buôn bán hay gửi hàng đi Cộng Hòa Áo với số lượng nhiều, xin vui lòng gọi 0588 388 388 để nhận ưu đãi. Ngoài ra, An Tín Phát có các giá cước không bao thuế nhập khẩu như DHL, UPS, FedEx, khách tự động thuế nếu phát sinh. Hy vọng với các thông tin từ An Tín Phát cũng như bảng giá cước dịch vụ gửi hàng đi Cộng Hòa Áo bao 100% thuế nhập khẩu sẽ phần nào giúp được quý khách cân đối chi phí gửi quà, hàng hóa, kinh doanh của các shop, công ty quý khách đến người nhận, người mua hàng. An Tín Phát xin hân hạnh phục vụ quý khách với tiêu chí an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Quý khách có thể để lại những bình luận, những thắc mắc hay những chia sẻ của quý khách để mọi người cùng biết. An Tín Phát sẽ luôn lắng nghe và giải đáp cho quý khách tất cả những gì mà An Tín Phát có thể. Kính chúc quý khách luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt, quý khách sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc kinh doanh và buôn bán của mình. Nếu những thông tin trên quý khách thấy hữu ích, xin hãy cho An Tín Phát một like và share đến bạn bè cùng sử dụng dịch vụ nhé.